Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Trung Hiếu, người quản lý kênh Comfortable Sleep. Thay mặt đội ngũ sản xuất video, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các khán giả đã và đang ủng hộ kênh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Đồng thời tôi cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ hỗ trợ YouTube đã luôn hỗ trợ chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề về kỹ thuật. Ngày hôm nay, tôi quay video này là muốn giới thiệu cho các bạn quá trình sản xuất video của chúng tôi. Trước khi vào phần giới thiệu về quá trình sản xuất video, tôi muốn giới thiệu các bạn một số thông tin về kênh. Tôi bắt đầu nhận quản lý kênh này từ ngày 23 tháng 1 năm 2024 và tính đến thời điểm hiện tại, kênh của tôi đã đạt được 18k sách và 4.263.000 view. Nội dung của kênh xoay quanh những bản nhạc piano thư giãn, một số video kết hợp với các âm thanh thiên nhiên như tiếng giấy, chim hót, hình nền xoay quanh các hình con vật đáng yêu được chúng tôi sáng tạo ra. Video của chúng tôi làm ra nhằm mục đích đem lại cho những người xem những giây phút thư giãn, thoải mái, ngủ ngon. Thứ hai, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về quá trình sản xuất video của nhóm chúng tôi. Và mỗi video sẽ trải qua 3 giai đoạn sản xuất. Giai đoạn 1, tạo nền. Chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm tạo nền AI Midjourney để tạo hình ảnh theo hướng dẫn, sau đó sử dụng phần mềm Photoshop chỉnh sửa ảnh theo tính thẩm mỹ. Giai đoạn 2, chúng tôi có một nhóm chuyên sử dụng Adobe After Effects để tạo ra hoạt ảnh hiệu ứng video từ các tài nguyên ủy quyền. Một video hiệu ứng dài 20 đến 30 giây là kết quả chúng tôi làm ra. Vì là video thư giãn, ngủ, học tập nên hiệu ứng sẽ được làm ra rất là tinh tế. Giai đoạn 3, hoàn thiện video và thêm nhạc. Chúng tôi sử dụng phần mềm Adobe Premiere để hoàn thiện video và thêm nhạc. Mục tiêu của tôi trong những năm tới là phát triển thành nhà độc quyền nhạc piano nhẹ nhàng và tung ra các sản phẩm mới từ những nghệ sĩ tài năng của chúng tôi để giúp họ xây dựng nên thương hiệu và bản sắc riêng. Như các bạn đã thấy, đó là những quá trình sáng tạo và không ngừng đổi mới của nhóm chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành chúng tôi trong những quãng thời gian vừa qua. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.